khi người ta khen mình mà mình không có bị rúng động, và cái sự tự hào của mình nó không có phát hiện, thì lúc đó là mình có tự do. Khi người ta chê mình mà mình không có đau buồn, mình không có giận hờn, mình không có tự ái, thì mình có tự do. Có nghĩa là khổ không có động được tới mình, mà vui cũng có động được tới mình, thì lúc đó mới có tự do. Mà có tự do thì mới thật sự có hạnh phúc. Cái hạnh phúc này là hạnh phúc suốt thế gian. Khi mình làm một cái gì đó mà không thành công thì mình không có buồn. Khi mình làm cái gì đó mà thành công thì mình không có tự hào. Tại vì thất vọng và tự hào là thuộc về những cái buồn, cái vui của thế gian. Mình làm, nếu mình thấy cái đó là có ý nghĩa, là đáng làm, là phù hợp với cái đường hướng từ bi và trí tuệ thì mình làm thôi. Trong cái làm đó mình có cái hạnh phúc của cái làm. Còn cái thành và cái bại nó không có động tới được mình. Thành mình cũng không có vui mừng, không có tự hào. Mà bại mình không có mặc cảm. Và mình biết rằng cái nhân duyên nó chưa đủ thì nó chưa thành. Mà cái nhân duyên nó đầy đủ thì nó thành. Và vì vậy cho nên cái khổ và cái vui đều không có chạm tới mình được. Trong khi đó thì mình thấy được con đường của mình, mình thấy cái gì mình nên làm thì mình làm thôi. Và đó là cái vui. Cái vui này không có thể bị ai lấy đi cả. Thì cái vui này nó không có tùy thuộc những cái điều kiện ở ngoài, điều kiện thành hay là bại, khen hay là chê. Thì cái vui đó là cái vui xuất thế gian. Và cái điều kiện căn bản để đạt tới cái tự do tự tại lớn đó là mình phải thấy được cái bản chất của năm bộ. Mình phải thấy được cái tự tánh duyên sinh của năm bộ. Bản tính nhân duyên đã biết rồi, khổ vui không còn chạm tới được. Đó là cái mục tiêu cao nhất của mình. Mình có thể nói rằng cuộc đời mà không có khổ không có vui thì đâu có ý vị gì. Nói như vậy là chưa hiểu. Là tại vì khổ vui của thế gian á, nó làm cho mình chìm đắm, mình trôi nổi, mình lên xuống. Vì vậy cho nên mình thực hiện một cái hạnh phúc khác, cái hạnh phúc siêu việt thế gian. Và cái đó là cái chất liệu nuôi dưỡng mình hàng ngày. Cái niềm vui xuất thế gian này nó chỉ có được khi mình có được cái trí tuệ về nhân duyên. Đức Thế Tôn có nói rằng người nào thấy được bản tính của nhân duyên thì người đó thấy được Như Lai.